Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vi và bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay trên kênh truyền hình FBNC. Xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin tiếp theo. Tương tự như phố Wall trong những ngày qua, thị trường châu Á cũng không thoát khỏi một phiên lao dốc vì giá dầu giảm. Kết phiên giao dịch ngày 24 tháng 2, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm gần 1%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm nhẹ chưa đến 0,1%, chỉ số ASX200 của Úc giảm hơn 2%, duy chỉ có chỉ số Shanghai của Trung Quốc giữ được sắc xanh với mức tăng chưa đến 1% giá dầu giảm sau khi bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Saudi diệp tan hy vọng cắt giảm sản lượng cũng là một trong những tác nhân chính nhấn chìm thị trường châu Á trong phiên giao dịch này. Giá dầu thô của Mỹ giảm 2,32% xuống còn 31,12 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu giảm đã kéo nhóm năng lượng đi xuống cổ phiếu các nhà sản xuất dầu khí tại úc như là Santos và Woodside đều chìm trong sắc đỏ. Nhóm tài nguyên tại Úc chứng kiến được bán tháo trong phiên vừa qua. Cổ phiếu của Rio Tinto giảm gần 6%, cổ phiếu của BHP Billington cũng giảm 8%. Bên cạnh giá dầu, mối lo ngại về kinh tế Trung Quốc vẫn còn đè nặng lên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc đã lấy lại sắc xanh trong phiên chiều, bật tăng gần 1%. Chỉ số trên của sàn thẩm quyến tăng nhẹ 0,2%, còn chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1%. Vào thứ Sáu tới, các bộ trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng trung ương của các nước G20 sẽ họp 2 ngày tại Thượng Hải để bàn về tình hình tăng trưởng toàn cầu. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản rơi xuống mức thấp nhất trong tuần do giá dầu giảm và đồng yên mạnh lên đã ảnh hưởng đến cổ phiếu của các nhà xuất khẩu. Đáng chú ý, tại thị trường Nhật Bản, cổ phiếu của Sharp giảm gần 3% sau khi có thông tin Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện tử này đang họp bàn về đề nghị mua lại trị giá 5,9 tỷ đô la của hãng công nghệ Đài Loan Foxconn. biểu vào ngày 23 tháng 2, Thủ tướng Anh David Cameron đã đưa ra cảnh báo việc rời khỏi Liên minh châu Âu EU sẽ là mối nguy đối với lao động nước này. Theo ông Cameron, hiện tại 3 triệu lao động nước Anh vẫn đang phụ thuộc vào mối quan hệ thương mại giữa Anh và EU. Hiện tại chúng ta vẫn phải duy trì những mối quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu. Liệu rằng các bạn có dám đặt tay lên ngực mình và cam đoan rằng lực lượng lao động này của nước Anh vẫn sẽ được đảm bảo việc làm nếu chúng ta rời EU? Tôi e câu trả lời là không trước đó tờ The Times của Anh cũng đã đăng tải bức thư kiến nghị về chữ ký của đại diện 200 đơn vị chiếm một phần ba tổng số doanh nghiệp tại Anh kèm theo nội dung cảnh báo nền kinh tế nước Anh sẽ phải đối mặt nhiều rủi ro nếu rời EU điều đáng nói đây là những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng và đóng góp nhất định với nền kinh tế nước này bao gồm tập đoàn công nghệ BT nhà bán lẻ Marks Spencer và các tập đoàn đầu khí hàng đầu như Shell BP tuy nhiên phía những người phản đối ông Cameron đã phớt lờ nội dung bức thư này đây chỉ là kiến nghị của những người cố làm lớn mọi chuyện bằng cách đưa ra những cảnh báo chủ quan và gây hoang mang dư luận. Trước nhiều luồng dư luận, cuộc trưng cầu của dân ý về quyết định tương lai hợp tan của Anh và EU sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 tới đây. Từ đầu năm 2016 đến nay, hơn 110.000 người đã theo làn sóng di cư đến Hy Lạp và Ý, đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ của dòng người di cư so với cùng thời điểm năm 2015. Theo tổ chức Di dân quốc tế IOM, Tính từ đầu năm đến nay đã có 102.500 người di cư đến Hy Lạp, trong khi con số này tại Ý là 7.500 người. Con số này gia tăng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp những rủi ro trên đường vượt biển đến châu Âu. Tính từ đầu năm đến nay đã có khoảng 410 người di cư thiệt mạng trên đường vượt địa Trung Hải đến châu Âu. Con số này không có dấu hiệu cải thiện so với năm 2015. Cũng theo báo cáo của IOM, chỉ tính riêng trong tháng 2 năm 2016, số người di cư đến Hy Lạp đã đạt đến con số 35.000. 48% trong số đó là người Syria. 25% là người Afghanistan, 17% đến từ Iraq. Phần còn lại là người Iran, Pakistan và những quốc gia khác như Maroc, Bangladesh và Somalia. Trong khi đó tại Ý, những người di cư đến từ Libya cho biết họ phải rời bỏ đất nước của mình để thoát khỏi điều kiện sống tồi tàn và sự hoành hành của nạn buôn người trong nước. Theo một nguồn thạo tin của Reuters, nhà xuất bản tạp chí thể thao Sport Illustrated, tạp chí People và tạp chí Sam đang dự tính mua lại mảng kinh doanh chủ chốt của tập đoàn Internet Yahoo. Tuần trước, Yahoo đã mở phiên bán đấu giá mảng kinh doanh chủ chốt bao gồm trang tìm kiếm trực tuyến, dịch vụ thư điện tử và trang đọc tin tức. Yahoo hiện đang có khoảng 1 tỷ người dùng toàn cầu nên mở ra cơ hội quảng cáo trực tuyến vô cùng to lớn. Không chỉ vậy, mảng tin tức thể thao và tài chính trên website của Yahoo qua rất mạnh. Trong khi nhà xuất bản Time đang trong tình trạng khô cạn tài chính dành cho quảng cáo trong các quý vừa qua, giống như các đối thủ của mình. Và hiện tại, Time cũng đẩy mạnh tầm ảnh hưởng trong mảng kỹ thuật số. Theo ý kiến của ông Max Wolf, kinh tế trưởng tại ngân hàng đầu tư Manhattan Venture Partners, Time có khả năng phát triển mảng kinh doanh chủ chốt của Yahoo và thu về nhiều lợi nhuận hơn. Theo trang Bloomberg, thương vụ mua bán này có khả năng sẽ được miễn thuế. Ngoài... Tại Hội nghị Di động Thế giới diễn ra ở Tây Ban Nha, hãng sản xuất ô tô Ford đã cho ra mắt dòng ô tô mới, khai thác tối đa khả năng kết nối qua các thiết bị di động. Đây cũng sẽ là một chủ đề quan trọng khi bàn về tương lai của công nghệ số. Chọn hội nghị di động thế giới để ra mắt dòng xe mới, Ford đã khẳng định sự quan tâm đối với khả năng kết nối giữa ô tô và các thiết bị di động. Con ác chủ bài mới của Ford là một chiếc SUV có tên là Kuga. Chúng tôi chọn sự kiện này để ra mắt sản phẩm mới là muốn thể hiện cách mà chúng tôi chuyển hướng từ một hãng sản xuất ô tô đơn thuần sang một hãng công nghệ. Với chiếc Kuga mới nhất, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục củng cố và phát triển mảng kinh doanh của mình để tạo ra những chiếc ô tô ứng dụng công nghệ cao, giúp người dùng có thể kết nối với tất cả các thiết bị di động khác, và giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn, an toàn hơn. Sử dụng nền tảng kết nối mới nhất, chiếc Kuga của Ford có thể kết nối với các thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS và Android. Đại diện Ford cho biết, chiếc xe sẽ giống như một phần mở rộng của thiết bị di động. Khi tích hợp ô tô với điện thoại, các tính năng tin nhắn, hình ảnh, âm thanh đều có thể điều khiển qua giọng nói. Mặt khác, người lái cũng có thể ra lệnh điều hướng, quay vô lăng hoặc phanh thông qua màn hình cảm ứng của điện thoại di động. Ford cho biết hãng sẽ đầu tư tăng gấp 3 lần để phát triển dòng ô tô này. Thưa quý vị, nhà sản xuất sô-cô-la Mars của Mỹ vừa thu hồi sản phẩm tại 55 quốc gia sau khi một khách hàng tại Pháp đã tìm thấy một mảnh nhựa dẻo trong sản phẩm của hãng và gửi trả lại. Một số nhãn hiệu sản phẩm sô-cô-la của Mars nằm trong danh sách bị thu hồi, bao gồm Mars, Snickers và Milky Way. Đại diện của Mars cho biết các sản phẩm này được sản xuất tại một nhà máy đặt tại Hà Lan. Lệnh thu hồi có hiệu lực từ thứ hai theo giờ Mỹ. Mark sẽ thu hồi tất cả các sản phẩm sản xuất tại nhà máy ở Hà Lan vì không đảm bảo liệu có sự cố tương tự xảy ra với các sản phẩm khác hay không. Tùy theo từng quốc gia, Mark sẽ thu hồi các sản phẩm có ngày hết hạn sử dụng, nằm trong khoảng từ 19 tháng 6 năm nay đến 8 tháng 1 năm sau. Nhà sản xuất sô-cô-la Mark này có trụ sở tại New Jersey, nước Mỹ, là một trong những hãng sản xuất sô-cô-la lớn nhất thế giới. Hãng sở hữu 29 nhãn hiệu sô-cô-la nổi tiếng, bao gồm M&M, Twist, Snickers. Bên cạnh sản xuất sô-cô-la, hãng này còn cung cấp sản phẩm kẹo gom, sốt pasta và thức ăn cho thú nuôi.